Wa alaikum salam. Linh ngành phú hữu. Các bạn có hiểu Hữu đang nói gì không? Chưa hiểu thì một chút sau nữa sẽ hiểu nha. Tỉnh An Giang nổi tiếng là vùng đất đậm đà bản sắc văn hóa. Điều đó được xây dựng nên bởi nhiều sắc tộc người khác nhau như người Việt, Hoa, Khmer và không thể không kể đến đó chính là dân tộc Chăm với gần 100% dân số theo đạo Hồi Islam. Họ sinh sống ở nhiều nơi ở An Giang nhưng tập trung nhiều nhất là ở huyện đầu nguồn An Phú, thị xã Tân Châu và Châu Thành. Ngày hôm nay các bạn sẽ cùng Hữu khám phá về cộng đồng người Chăm ở đây nhé. Và cuộc hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Cùng Hữu trải nghiệm cuộc sống trong làng người Chăm để hiểu hơn về kiến trúc nhà cửa, cách ăn mặc, trang phục cũng như là cách sinh hoạt của họ. Người Chăm rất nổi tiếng với làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống và chúng ta sẽ đến một địa điểm cụ thể về loại hình nghệ thuật truyền thống này. Thứ nhất là để xem những mặt hàng họ đã làm ra như trang phục, xà rông, quần áo, túi xách, khăn choàng, vân vân. Cũng như xem cách họ đã làm ra những thứ này như thế nào. Và không quên trao đổi trò chuyện với các cô gái người Chăm này để hiểu hơn về họ và những phong tục tập quán của họ. Như mình có nói thì gần như 100% người Chăm ở đây theo đạo Hồi Islam, nên khu vực này có rất là nhiều thánh đường tuyệt đẹp và rất khác xa những kiến trúc mà chúng ta thấy thường ngày. Nơi đây cũng chính là nơi diễn ra các buổi hành lễ. Có một điều vô cùng đặc biệt này, đó chính là việc họ hành lễ tới 5 lần một ngày đằng đó các bạn. Và cũng chỉ có những người đàn ông mới được phép bước vào đây. Sau khi khám phá xong các thánh đường, chúng ta hãy cùng nhau khám phá một phiên chợ của người Chăm nơi đây để xem ở đây họ trao đổi buôn bán những gì nha. Và kết thúc ở một địa điểm cặp bên làng Chăm mà mình tình cờ phát hiện ra trong chuyến đi lần này. Đó chính là làng nổi Châu Đốc với hàng ngàn ngôi nhà được xây dựng giữa dòng sông chảy dài hàng chục cây số trông vô cùng đặc biệt. Và tất nhiên trong tập phim lần này chúng ta cũng không quên đi khám phá các món ăn đặc sản của chính người Chăm nơi đây như cái này và cái này nữa. Có ai biết những món này là gì không ta? Trước khi đi khám phá làng Chăm, mình có một số câu hỏi đặt ra trong đầu mình như sau. Người Hồi giáo thì được lấy 4 vợ, điều này cũng được thể hiện trong kinh Quran. Còn người Chăm theo Hồi giáo ở nơi đây thì như thế nào ta? Không biết họ có được đa thê như vậy không? Rồi việc học của con em của họ ra sao nữa? Học ở trường Việt, trường Chăm hay học cả hai? Và theo mình biết là trong cuộc đời của một người Hồi giáo thì phải hành hương ít nhất một lần đến thánh địa Mecca, thánh địa lớn nhất thế giới ở Ả Rập Saudi. Chi phí cho một chuyến đi như vậy là không hề nhỏ. Không biết điều đó có ảnh hưởng gì đến người Chăm hay không. Và còn rất là nhiều câu hỏi khác nữa. Thôi thì tiếp tục đồng hành cùng Hữu khám phá để làm rõ hết tất cả luôn nha các bạn. Dạ, assalamu alaikum nha mọi người. Nhìn trên bản đồ lúc này chúng ta sẽ thấy được là con sông Châu Đốc chia khu vực này ra làm hai. Bên trái là thành phố Châu Đốc, còn bên phải là khu vực của các khu làng Chăm theo đạo Hồi. Hữu thì đang ở đây. Như vậy để qua làng Chăm khám phá thì Hữu có thể đi bằng hai cách. Một là qua cầu Cồn Tiên và hai là qua phà Châu Giang. Việc chạy xe đi qua một cây cầu là một việc khá là dễ. Mà mình thì lại thích làm những gì là lạ một chút. Vì vậy mình quyết định đi qua phà để qua làng Chăm. Và bây giờ mình đang bắt đầu xuống phà Châu Giang để qua bên kia bờ sông đấy các bạn. Phà rời khỏi bến đưa Hữu đến gần hơn với vùng đất mới. Chiếc phà ngược chiều với chúng ta. Rồi phà cập bến rồi, lên bờ khám phá thôi. Hữu đang trên đường chạy qua làng Chăm Đa Phước đó các bạn. Ý, chỗ này có một cái nhà thờ rất là đẹp, nhìn lạ và độc đáo quá, kiểu như không giống như những gì chúng ta thường thấy hàng ngày vậy. Đây là thánh đường Mubarak. Thánh đường này được công nhận là di tích cấp quốc gia về nghệ thuật kiến trúc từ năm 2011 đó mọi người. Chắc chắn chú này là người Chăm rồi, bởi chú đang mặc xà rông nè. Nhìn cứ ngầu ngộ làm sao ấy, càng làm cho sự kích thích tò mò của mình dâng cao hơn nữa. Nắng quá trời, nắng luôn các bạn ơi. Để mình tìm chỗ nào mua một chai nước uống cái nha. Mà chị là người Chăm luôn hay sao? Chị hả? Chị người Chăm Lai. À, Lai Việt ha. Gì hả? Xã Châu Phong á. Xã gì ạ? Xã Châu Phong. Châu Phong hả? Ở đường nào ạ? Cái đường cầu Dòng Kinh này, chợ Dòng Kinh này em đi lên là có cái hãng dệt bên người Chăm á. À dạ. Làng dệt. Ủa còn mình con cái chị ở đây là mình học trường Việt hay là trường của người Chăm hay là gì? Trường Việt, Chăm cũng có đầy đủ. Vậy thường sẽ đi học trường nào? Hay là học cả hai luôn? Học cả hai. Rồi dạ. Sau cuộc trao đổi với một chị người Lai, Chăm Việt thì mình được biết một vài thông tin như sau. Là người Chăm tập trung nhiều ở làng Chăm Châu Phong và ở đó có cơ sở dệt thổ cẩm nữa. Người Chăm sẽ đi thánh đường 5 lần trên một ngày. Vân vân. Giờ tiếp tục cùng mình chạy lên làng Chăm Châu Phong nha. Mấy cái đỏ đỏ đang treo trên sào là một loại lạp xưởng của người Chăm và nó có tên rất là đặc biệt, Tung Lò Mò. Chút nữa Hữu sẽ ghé lại để mua làm quà, thì chắc lúc đó chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn nha. Cây cầu này là cây cầu được tài trợ 600 triệu đồng từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Dubai. Nói về nguồn gốc của người Chăm ở An Giang, chúng ta có thông tin như sau. Vào khoảng năm 1820, năm 1823, vị vua cuối cùng của Chiên Thành, đó là Bồ Trơn, đóng đô ở Phan Rang, Ninh Thuận hiện nay, ông đã rời bỏ ngai vàng cùng một số binh tướng, đem theo gia đình vượt Trường Sơn sang Campuchia để lánh nạn. Năm 1840 thì số người này hoặc con cháu của số người này đã theo đoàn quân của ông Lê Văn Đức quay về lại Việt Nam và cư trú dọc theo sông Hậu thuộc tỉnh An Giang từ đó cho đến bây giờ. Hello, nhà con ở đâu đó? Xóm ấp hả? Con tên gì? Hậu hả? Con là người Chăm hay là người Việt? Người Việt hả? À. Rồi chào con nha. Có ai thấy tôi khùng dễ sợ không? Người ta tên Hậu mà còn hỏi người ta là người Chăm hay người Việt nữa. Ha. À, có một điều đặc biệt nữa là hầu hết người Chăm đều ở nhà sàn. Đó không chỉ là để tránh lũ hay tránh thú dữ, mà theo mình biết thì nó đã trở thành một truyền thống trong xây dựng nhà của họ. Bởi dù cho không còn ở trong khu ngập nước hay có thú dữ nữa, họ vẫn xây theo kiểu nhà sàn này. Mà hình như khu này vẫn còn nước ngập các bạn ạ. Một dãy nhà sàn với cái sàn cao ơi là cao, nhìn lạ lắm luôn đó mọi người. Một chút nữa chúng ta sẽ làm rõ hơn về vấn đề này nha. Mình đã chính thức bước vào khu trung tâm của làng người Chăm rồi đó mọi người. Quả thật mình rất ngạc nhiên về kiến trúc của những ngôi nhà nơi đây. Phải nói là rất giống nhau, từ kích thước, kiểu dáng, đều là hình chữ nhật, đều cao 2 tầng. Màu sắc cũng na ná nhau với hai màu xanh lá và màu trắng, làm cho mình cứ ngỡ như đang bước vào một khu dân cư, khu tái định cư được quy hoạch đàng hoàng. Mà cái này có đúng là khu được quy hoạch không ta? Thấy nó cứ đều đặn và cảm giác như có bàn tay của nhà quy hoạch đâu đây vậy. Nhà san sát nhau dài cả mấy cây số đều như vậy, mà quả thật đời sống của họ ở đây cũng có phần gì đó đầy đủ he các bạn. Nhà đa phần đều được xây bằng gạch đá kiên cố. Mỗi năm đồng bào người Chăm có 3 lễ lớn là lễ Rosa, lễ Ramadan hay còn gọi là lễ ăn chay, lễ sinh nhật của giáo chủ Muhammad. Trong tháng lễ Ramadan, bà con dù đi làm ăn nơi đâu cũng tranh thủ quay về nhà để thực hiện nghi thức tôn giáo. Tất cả người Chăm, kể cả trai gái từ 15 tuổi trở lên, đều phải thực hành nhịn ăn, nhịn uống và hạn chế lao động cực nhọc. Thời gian nhịn từ mặt trời mọc đến khi mặt trời khuất bóng. Sau đó mọi người được ăn uống lại bình thường cho đến thời điểm bắt đầu một ngày chay tịnh mới của sáng hôm sau. Họ làm điều này là bởi vì họ muốn thấu hiểu được nỗi khổ của người nghèo khổ, để từ đó có thể sẻ chia trong xã hội nhiều hơn. Trường mầm non dân tộc Chăm. Chạy tới đây tôi mới phát hiện ra một điều bí mật về việc xây nhà sàn, các bạn xem nha. Đây chính là cái dòng sông mà chảy qua cái làng Chăm đó mọi người. Là các bạn để ý nè, ở dưới chân cầu á, mình đang tự hỏi là tại sao người ta xây nhà nó cao và cách mặt sông nhiều như vậy luôn. Nhưng mà ở đây có một cái dấu tích á, là mọi người có thể thấy nè ha, chỗ cây cột của cây cầu á, các bạn có thấy một cái lằn ngang không? Thì theo mình nghĩ thôi nha, thì có lẽ là trong một cái mùa nào đó, như là mùa nước nổi á, thì có thể là mặt nước nó dâng lên tới tận đó luôn. Đó là lý do mà tại sao là người ta xây nhà rất là cao như vậy. Bên kia các bạn thấy không, xây nhà sàn không? Bởi vì là có thể là mùa nước nổi á, là nước ở đây là nó dâng lên tới tận đó luôn, bắt buộc tại người ta phải xây nhà sàn là như vậy đó mọi người. Và sau một hồi hỏi tới hỏi lui, hỏi tùm lum hỏi tùa lưa, thì cuối cùng tôi cũng đã tìm ra. Dạ bác ơi, mình bán đồ người Chăm đúng không bác? Theo thông tin của người dân đã chỉ mình, thì trước dịch tới 3 chỗ làm dệt thổ cẩm như vậy, nhưng ngày nay chỉ còn một chỗ duy nhất là chỗ này nè các bạn. Mình là vị khách đầu tiên trong buổi chiều này luôn đó các bạn. Đến vừa lúc cô chủ tiệm mới mở cửa luôn, nên cô bận dọn hàng một chút. Mình sẽ lựa một vài món để mua ủng hộ cô luôn nha. Ở đây có thể các bạn thấy nè, hoa văn đồ đó, rất là nhiều mặt hàng. Rồi mình mua về mình sẽ tặng cho người thân của mình. Đây. À, đồ nữ. Cái này 60.000 đúng không bác? Nè, cái này nó may từ dải gần ra luôn. Một bộ như vậy là một cái áo như vậy là 180. Còn đây là quần đó. Còn bên đây là quần với áo ha. Cái này nữa nè. Cái này nó hơi nhỏ hơn so với cái đầu của mình rồi. Được không các bạn? Thôi đổi đi, nón này và mình thích nón kia hơn. Rồi. Vẫn chưa thấy các cô dịch vải nữa đó các bạn ạ. Mình sẽ mua một cái nón kết. Cái nón này mình cũng khá là thích, và chắc chắn người bạn đồng hành này sẽ cùng mình xuất hiện ở nhiều tập phim sắp tới. Dạ ấy được á. Không, mình thích cái nón này hơn. Độc đáo và đặc biệt. Nhìn cái nón này là mình biết ngay là mình là người Chăm đúng không? Hơi á, mình sẽ mặc cái nón này nè đi ra ngoài đường á, nhiều khi người ta không nhận ra mình là người Việt luôn á mọi người. Màu này màu tím nè, cái này là gì ta? Khăn tròn cổ hả? Ủa bác ơi cái này là khăn tròn cổ hả bác? Chứ mà mình nóng quá bây giờ mình đâu có tròn nổi đâu. Yeah, và cuối cùng cô Dịch Vải cũng đã đến rồi. Điều đầu tiên mình muốn nói về cô chỉ có 6 từ thôi. Đó là siêu thân thiện, siêu dễ thương luôn. Ban đầu nhìn mặt cô mình cảm thấy hơi sợ sợ, hơi dè chừng. Nói một hồi hai cô cháu bung lụa luôn đó các bạn. Ha ha. Và sau đây là nhân vật chính của chúng ta, cô Mari Dâm, người Chăm, là người bản địa ở đây. Và mãn phép gọi cô là nghệ nhân dệt thổ cẩm truyền thống Chăm, bởi cô đã có số năm theo nghề này sắp bằng tuổi của Hữu luôn rồi đó các bạn ạ. Là 21 năm. Nhìn cô làm kìa, ta nói nó đã con mắt gì đâu ấy. Giờ cùng trò chuyện với cô để hiểu hơn về nghề dệt này nhé. Mình dệt như vậy lâu chưa cô? Dạ. Cô dệt cỡ 21 năm. Trời, lâu vậy luôn hả cô? 21 năm. Năm 2001 á, cô dệt đó 21. Cái nghề dệt khăn rằn thổ cẩm là nghề này là hơn 100 năm rồi. Của người Chăm hay cô ha? Của người Chăm. Dạ. Cô nè ha. Nè nó nằm trong đây, để cái này nó kéo vô cái này dưới này. Rồi cô giật ra, cô giật là nó phải bay bên đây. Giật qua mình để mình phải đưa tay lên. Đưa tay lên cái khu này nó, cái này nó sáng tạo ghê ha. Nó dâm bên kia. Dạ. Cái đó nó chạy qua bên đây rồi sau đó chạy qua bên đây hả cô? Ờ. Nhìn cô giờ đã thì chứ. Một nhịp thì chân trái, một nhịp thì chân phải các bạn. Cô làm có đổi chân. Nhịp nhà. Cái này đó là như là máy dệt bây giờ ông bà nó ta thông minh á, hồi xưa đó ta chế biến là tự mình làm bằng thủ công. Đâu có không có máy móc gì trơn, tự mình suy nghĩ, ông bà suy nghĩ ra. Dạ hay quá hay cô. Rồi. Nhìn là chắc con chịu rồi, con không có biết đánh làm sao cho nó bay qua bay lại đâu. Đúng rồi. Cô biết đánh nó không có gớt thôi, nhưng mà mấy người con học nghề đó là đầu tiên đó mình chưa biết á, mình giật chậm hoặc là giật nhanh nó văng ra ngoài. Cô nhớ hồi xưa cô học bao lâu không cô? Cái này đó là khoảng 2-3 tháng đã biết vậy. Cỡ đó thôi không có lâu. Cỡ. Hữu có cái tật hay tò mò các bạn ạ. Thấy cô làm đã con mắt quá, cũng xin cô vô làm thử. Rồi mọi người đợi kết quả xem ông Hữu hay khám và phá này làm như thế nào nha. Và sau đây mời thằng Đồng dịch giải thổ cẩm vào chỗ tài cho khán giả xem. Lần đầu tiên mình dệt cái này nha. Đầu tiên trải nghiệm nha. Cô tâm lý ghê hông các bạn, kêu là con đội cái nón này lên cho quay hình cho đẹp. Rồi làm dân tộc luôn. Đấy ơi. Dạ rồi sao nữa cô? Rồi bên phải trái gì không? Bên phải con đạp cái mặt. Con giật đạp, con có gì không? Giật đi. Giật đưa tay, dễ thôi không? Con phải đưa tay lên. Con đổi chân trái đi. Con đập vô. Chết rồi, phải vừa tay vừa chân nữa. Rồi giật nữa. Giật làm sao cho nó bay qua thẳng, giật mạnh hay sao cô? Con giật của con không có chiều nữa. Giật bình thường. Đó. Rồi con đổi chân, con đập vô mạnh. Đó, đâu có gì đâu. Thả là đúng không? Thả lỏng. Rồi giật đúng cô. Giật đi. Không có gì. Vô rồi mới biết nó lộn cộng như thế nào. Vì mà tay phải, tay trái, chân phải, chân trái. Ơi, ta nói nó lộn tùng phèo hết. Ở ngoài ai mà làm cô giáo cũng dễ thương như vậy. Chắc tôi ham học hỏi chết đi mất. Cô dạy từng ly từng tí luôn đó các bạn. Còn nói lời động viên nữa. Đây là danh sư rồi đó. Còn để xem có sức cao độ không nha. Ha ha. Cao độ bên phải. Đập vô cho mạnh. Đâu gì đâu. Giật nữa, có giật qua bên kia đi. Chàng ơi, coi cô làm dễ chưa kìa. Mà sao tới lượt tôi nó tùm lum lên hết vậy ca. Đầu tiên ai mà không khó. Cô cũng vậy nó hồi nhỏ cô dệt. Cô cũng vậy nó rớt lên rớt xuống mà nó xấu nữa. Cái cỡ 2-3 tháng cái cô quen á. Cô dệt đẹp và cô dệt giỏi nữa. Dạ chắc thôi cô giới thiệu cho con cái này nha cô. Giới thiệu cái này nữa. Rồi po vuông ấy cha cái này vuông. Đây là sợi gông nè mọi người. Thôi vậy đầu tiên kỳ sau là nhớ phải không? Thử coi biết không? Cái đấy. Đây không đúng rồi đó. Dạ, rồi sao nữa hả? Nhớ vậy thôi, rồi con Câu luôn. Cuốn giống gỏi cuốn. Giống gỏi cuốn. Đấy. Đấy là Sài Gòn nha Sài Gòn. Ủa nó trước vậy luôn hả cô? Vậy đó, tặng mình đi nó thoải mái đi. Ủa gọi trên thường thường mình mặc áo bình thường hả cô? À mặc áo này cũng được mà mặc áo ở đây cũng được. Các bạn ơi, thấy đẹp không? Rồi đặc biệt là mình có xà rông đi. Áo thun cũng được, áo sơ mi cũng được, kêu áo chùa cũng được. Ủa vậy là xong hả cô? Vậy xong rồi, bây giờ con là người Chăm theo đạo Hồi mặc như vậy đó, Hồi giáo. Người Chăm ở đây nó mặc như vậy. Cái này cô... Qua cô hướng dẫn tiếp. Từ giờ hãy quên Hữu Khám Phá đi cái mà này, hãy gọi này... tôi bằng một cái tên mới. Được. Đó chính là Hữu Chăm Ba nha. Cái này khó hơn. Cái này là thổ cẩm á. Cái này chỉ dám nhìn thôi chứ con không dám gờ rồi. Thấy gì nó nặng lắm đó cô. Thì con thử nãy thấy nó nặng nề lắm phải không? Tại chưa biết cái bước quen. Cái này nặng hơn nữa. Cái này nặng nhiều hơn nữa. Tại vì cô cũng quen mấy chục năm rồi. Cũng quen rồi. Cái này chắc dệt lâu hơn cái kia đúng không cô? Để được thành phẩm á. Cái này cô dệt được 1 mét rồi, đầu 1,5 mét một ngày. Tại vì cái này mình luồn á. Tại vì nó hoa văn nó rất là nhiều á. Nè 7-8 cây nè. Quay cây đạp biết rồi. Đó con nhìn coi nó sợi như vậy mà mình dệt lên bông này. Cô ở xa đây không cô? Nhà cô ở xa. Hồi nãy cô đạp xe đạp lại đúng không? Hình như con thấy cô đạp xe đạp lại. Đạp xe đạp. Cô không biết đi xe gì, đi xe đạp. Không nghe tầm bảo là người Chăm của mình là theo đạo Hồi đúng không ạ? Ừ, theo đạo Hồi. Như là có biết đó là đạo Hồi có thể là lấy được nhiều vợ thôi, cô có nghe đồn vậy không rõ lắm. Nên đạo Hồi bên Ả Rập á thì nó đạo Hồi bên Ả Rập nó cưới nhiều vợ, nó cưới 4 vợ kìa. Còn mình Hồi giáo mình ở đây ở Việt Nam á thì giống người Việt Nam ở đây thôi, 1 vợ thôi, 1 chồng thôi. Mấy bạn con cứ bảo là thôi vô gia đình đạo Hồi để nhiều vợ cứ nói con vậy. Đó cô hồi nãy đi qua đi lại cô được 1 bông rồi đó. Cái này không cần giật để cái kia chạy qua chạy lại nữa. Mà nó phải luồn thủ công như vậy nè các bạn. Loại dệt này nó rối lắm các bạn ơi. Mới vỡ lòng như mình thì không dám đụng vào. Loại dệt này đồ đệ xin bó tay rồi sư phụ ạ. Cái này sợi nó toàn là 4-5 sợi không à. Cái này nè, cái bông đó là 4-5 sợi. Cái này 2, cái này là 1 sợi. Rồi còn dệt mình quay tới 5 sợi. Hay quá trời luôn, cái này là phải lòn rồi hết được giật này. Xanh xanh đỏ đỏ, nhiều quá. Nhiều lắm. Quay bên kia luôn đi. Rồi quay sợi rồi. Cô quay luôn hay là cô chủ nhà quay à? Cô chủ nhà đó, cô chủ nhà quay đi. Suy té rồi. Quên con đang mặc xà gông mà con cứ bước qua. Đúng rồi nè. Lấy cái nào không? Tiếp tục qua gặp sư tổ nè các bạn. Cô là chủ của khu dệt thổ cẩm này. Bây giờ mình sẽ qua để xem cô kéo sợi hả cô? Cái này là sợi dọc, còn hồi nãy chúng ta thấy đó là dệt sợi ngang. Làm cái này xong là qua bên kia ấy các bạn. Giờ coi quá trình làm nha. Cái nghề này như 3 đời mới tới cô. Dạ dạ. Ông nội rồi tới ba mới tới cô. Mình đời thứ 3. Dạ. Cô quay gốc ở đây luôn hay sao cô? Quay gốc ở đây luôn. Dạ. Ở đây mà. Hi hi, lại là Hữu đây. Làm gì thoát khỏi tôi. Cái này coi bộ dễ à. Tôi làm được. Quay tới chừng nào xong lần cô? Cái chuông nó báo, cái chuông nó tới đó, cái chuông nó. Ôi dạ dạ. Mình gần xong rồi chưa ta? Rồi. Không không, để cô thay một ống này nè nó hết. Rồi. Ôi cũng cực quá ha cô ha. Phải đi ra đi vô. Hiểu. Nó trả lời kìa. Ủa nó ngược lại vậy? À phải móc lại hả cô? Rồi xong luôn lại phá của người ta nữa rồi. Quá chán cái ông Hữu này. Quay cái đó thì mấy cụ nó cũng sẽ quay theo và nó đi vào cái ruộng đó và qua bên kia. Ủa cô chắc mùa dịch bệnh này chắc cũng ít khách tệ hả cô ha? Hồi lúc dịch bệnh nó đóng cửa 8 tháng luôn mới mở, rồi lúc Tết này nó ngay đi mở cửa thì cũng có khách la ra hoài. Mấy bữa Tết đó là đông lắm. Dạ. Nhìn mặt xà gồng đi là thấy duyên dáng rồi. Ha ha. Ủa, cái này không đụng đất đúng không cô? Hả? Cái này nó đụng đất đúng không? Hôm nay Hữu mặc trang phục của người Chăm. và dự một cái gian phòng á, kiểu như đám cưới của người Chăm luôn. Nhưng mà mọi người thấy á, là không ai là cô dâu của Hữu hết. Nè, họ sử dụng một số cái vật liệu mà do chính người Chăm tạo ra. Đây nè, ở đây nữa. Gói ngày tân hôn nha, 100 năm hạnh phúc nè. Rồi, và mình qua đây chơi với mình qua đây tham quan một số thứ nữa. Ví dụ như là cái này là cái chậu, không sao đâu. Đây là phía sau nè mọi người, phía sau của người Chăm á. Đây xoài. Rồi đó, đây là nhân vật. Chưa kịp giới thiệu nữa. Rồi bây giờ cô sẽ giới thiệu cho mình một vài tiếng trong tiếng Chăm của cô. Ví dụ như là chào mọi người, tôi tên gì, không biết là mình nói sao cô ha. Ôi ôi, đang quay mà cô mắc cỡ kìa, nên bỏ ra ngoài cho hết mắc cỡ rồi vào quay lại. Ok, cô làm lại không có sao cô ơi, con quay biết bao nhiêu tập mà còn mắc cỡ đây này. Rồi sao cô? Với lại không, nhưng mà mình vô nhà người Chăm theo đạo hồi đó là vô nhà là assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dạ, assalamu alaikum nha mọi người. Rồi. Và chủ nhà sẽ đau là wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ồ, đấy ghê chưa. Rồi tôi tên là gì nói sao ạ? Tháng Chăm đúng không? Dạ. Là như là tôi tên là Mari Dâm. Nhưng mà mình tiếng Chăm sao ạ? Linh ngành Mari Dâm. Linh ngành hả con? Linh ngành Mari. Dạ. Còn ví dụ như con tên Hữu là Linh ngành Hữu. Dạ, rồi rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, cảm ơn cô. Coi như tới đây Hữu phải nói lời chào tạm biệt với các cô người Chăm vô cùng thân thiện, vô cùng dễ thương ở đây để tiếp tục khám phá những điều thú vị của người Chăm nữa. Đây là khu dệt truyền thống cuối cùng của làng Chăm hiện nay. Hy vọng hai cô có nhiều sức khỏe để có thể gìn giữ nghề dệt của dân tộc mình. À, các bạn có đi Châu Đốc, nếu có dịp ghé qua làng Chăm thì nhớ ủng hộ hai cô nha. Còn bây giờ tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta thôi nào. Hiện tại là 3:40 chiều rồi đó các bạn. Đây cũng là một trong 5 lần trong ngày của người Chăm đi vào làm lễ tại thánh đường. Cùng mình xem họ làm lễ như thế nào nha. Lúc này quả thật Hữu phải đấu tranh nội tâm rất là nhiều, bởi đứng quay thì sợ làm phiền mọi người, mà không quay thì khá là tiếc, bởi không có hình ảnh gửi đến cho các bạn xem đài, nên đứng ở ngoài quay như vậy này các bạn. Có chút gì đó không cam tâm, nên tới lúc lấy hết can đảm để quyết định vào quay thì người ta đã làm lễ xong rồi các bạn ạ. Sukana quá. Đang mang tâm lý hồi hộp, sợ, vừa cầm máy vô quay, cái mấy chú bước ra làm mình quảng hết cả hồn, đi ra ngoài luôn. Không biết mấy chú có nghĩ mình là ăn trộm không nữa. Khu này dọc bên đường người ta bán một loại trái cây rất là lạ, mình chưa bao giờ ăn thử. Để mình vô mua rồi quay lại cho mọi người xem luôn nha. Sầu quách hả? Ăn nó chua hay là ngọt hay là sao? Đây là nó ngọt đây nè, đây nó chua. Ủa mà mình ăn sống luôn hay sao? Ăn một miếng. Rồi để con mua luôn, y giống mẹ quá. Nó giống mẹ Thái vậy đó. À dạ, để con thử luôn. Quậy nước uống được không ta? Cái này để sữa, đá diễn, ăn ngon lắm con ơi. Xà quách hả, cái gì? Xà quách. Xà quách. Xà quách người Việt kêu là trái cá. Trái cá mà. Ủa? Lần đầu tiên biết luôn á, không biết ở gì xà quách hả? Xà quách. Thơm mùi giống trái nhào mà cũng giống trái me nữa. Cái này 75.000 con này. Cô chỉ có ăn nước đá sao cô? Bây giờ là con đem về con đập gì nè. Dạ, đảo ra. Trong cái ly. Trong cái ly nạo để cái ly rồi con dặm để sữa vô dặm cho nó nhuyễn là như thế này. Dạ. Như cái này dặm vô ha. Rồi. Rồi con để đá nhuyễn vô trong cái ly. Dạ. Rồi con sẽ ăn ngon lắm. Dạ. Vậy nè. Để được bao lâu ta? Cái này đấy ha, là con để được 1 tuần lễ để ngăn lạnh, ngăn mát á, dạ. Cũng lạnh ngăn mát. Còn cái này nếu mà chưa đập ra thì để lâu được không? Để được, để nó thì để cho ngăn mát á, ngăn mát á. Rồi con ha. Để cho ngăn mát đi. Hồi nãy cái tiếng kinh gì đó mình nghe là chắc mình hiểu gì ha? Chắc tiếng là của người Chăm luôn hay sao? Đúng rồi, cái đó là tiếng đọc kinh của người Chăm, đậu hồi. Đây là đậu Hồi giáo. Dạ cho con hỏi giả sử như mà Hồi giáo mà bên mấy cái nước ở Dubai á, Ả Rập rồi mình nghe mình hiểu tiếng nhau không ta, hay là khác tiếng... nhau không? Khác nhau hả? Cái đó là tiếng Ả Rập Dubai khác, rồi tiếng Ả Rập khác, rồi tiếng người đầu Hồi giáo Islam của người Chăm khác. Mình có cần đi qua đó hành hương gì không? Đi chứ. Con đi Đi một người 200 triệu. Wow, 200 triệu một người. Đi làm, cái đó đi làm một người 200 triệu, tại ông này đi là ông đi bây giờ là 3 năm rồi ha. Các ông chồng của tôi này là đi 3 năm rồi mà đi 200 triệu. Mình có bắt buộc đó là một đời người phải đi một lần hay là như thế nào không cô, hay là mình cái đó là cảm thấy có điều kiện thì mình đi thôi? À, nếu mình có điều kiện dư giả bắt buộc phải đi. Ồ dạ. Đâu hồi nếu mình giàu có bắt buộc mình phải đi. Cái đó là bắt buộc. Đặc biệt quá ha. Nếu mà mình nghèo không bắt buộc. Dạ dạ. Rồi vậy cô bỏ cái này cho tôi vô kia giùm con. Giả sử nếu mà tiếng Chăm á, thì hiện tại có nước những vùng nào mà đang sử dụng không cô, hay là Chăm, những cái người Chăm ở Việt Nam mình nó sử dụng nhau hiểu không ạ? Có Phan Rang đúng không? Phan Rang đó là Champani. Vẫn hiểu nhau đúng không ạ? Bà nó hiểu ít hiểu nhau lắm. Tại tiếng Chăm đó nó hơi cứng hay là nó khó nghe lắm. Dạ. Cũng đó là Champani, không phải là đạo hồi. Cũng có một số đạo hồi nhưng mà ít lắm. Dạ. Thì mình sẽ nói chuyện kiểu như giao tiếp như con với cô là có thể là không hiểu nhau không? Hay là không hiểu mà chút đỉnh vậy thôi à, không là Chăm nữa. Chăm họ đó là họ ăn thịt heo. À vậy luôn hả? À, con Chăm đạo hồi Chăm là đạo hồi Chăm là không ăn thịt heo. Dạ, vậy là mình bên là đạo hồi Chăm đúng không cô, là không ít ăn thịt heo, không ăn thịt heo luôn. Không ăn thịt heo luôn. Còn đặc biệt quá ha. Đâu có nước nào nữa. Chăm bà đi là ăn thịt heo. Hiện tại chắc chỉ còn Việt Nam là có người Chăm để nói tiếng Chăm thôi hay cô, chắc trên thế giới là chắc không có nữa đúng không ạ? Không có, chỉ là người Chăm nói tiếng Chăm. Giờ tiếp tục chạy qua bên kia sông, qua làng Chăm Đa Phước nha các bạn. Nghe bảo là khu đó còn đông người Chăm hơn cả khu mà chúng ta vừa khám phá nữa. Đúng là có vẻ khu bên này người Chăm đông hơn khu bên kia. Nhìn người Chăm họ đi ra đường rất nhiều. Mình đang đi tìm một loại bánh đặc trưng của người Chăm ở đây mà bạn mình có giới thiệu mà nãy giờ chưa thấy nữa. Quá trời thánh đường luôn. Nhà truyền thống dân tộc Chăm An Giang. Tiệm bánh đây rồi, tiệm bánh đây rồi. Chị ơi, mình bán bánh này bán sao chị? Dạ, bánh 5.000. Dạ, chị giới thiệu giùm em không biết bánh này tên gì nữa hả? Bánh ở trên là bánh gì ạ? Kêu là bánh bông lan đấy. Bánh bông lan ha. Ừ. Cái này là của người Chăm đúng không? Rồi, lấy rồi bánh ở dưới hả? Bánh còn ở dưới. Rồi, chị lấy cho em 2 cái trên đi, với 2 cái dưới đi, 2 cái bánh bò đi. Với cái bánh kẹp đó đi chị. Hết nhiêu à? Ủa này gần chín rồi chưa chị? Chín rồi. Dạ. Hết rồi. Hết luôn rồi hả? Thì mình còn cái nào không đổ? Hết luôn hả? Không còn. Rồi không may mắn rồi mọi người ơi, vì là dạ dạ. Ăn quay nãy giờ rồi. Con đói bụng mà ngon lắm luôn á cô. Đang đói bụng mà gặp bánh ngon. Mọi người, mình đang ăn bánh bò nướng nè, thì đó bụng muốn chết luôn á, mà lại nghe nhăn cái xề bánh của cô nó ăn á, chưa kịp quay vậy cho là cả bánh nửa bánh hết á. Bông lan nướng, nó nhỏ nhỏ. Cái bánh ú ú có cái nấm ở trên, có cách làm khá là đặc biệt đó các bạn. Người ta lấy cái nắp của cái khuôn đem đi nướng dưới lửa để cho nó nóng, rồi úp ngược lại lên cái bánh làm cho cái bánh nó chín. Mà tiếc quá, đi đến nơi là người ta vừa đổ hết bánh luôn. Không biết là do đói hay sao nữa, mà ăn cái bánh ta nói nó ngon ơi là ngon. Mỗi cái bánh như vậy là 5.000, theo mình thì cũng khá là rẻ. Thịt bò ăn, thịt dê ăn, thịt trâu ăn, trâu cũng ăn được nữa, thịt bò ăn luôn, thịt gà ăn luôn. Mà có thịt heo với thịt chó ăn cá đồ này kia rồi ăn tự nhiên đó gì cũng ăn cho và chỉ là 2 món đó là rắn nữa rồi là rắn ăn cho ăn. Tiếp tục thêm một đặc sản to bự của người Chăm nữa với một cái tên rất là đặc biệt mà không biết tại sao mình nghe hoài cũng không nhớ được nữa, đó chính là tung lò mò, hay có tên tiếng Việt là lạp xưởng bò. Anh ơi, cái này là tung lò mò đúng không anh? Đúng rồi. Dạ cho em ở cái này anh bán nhiêu lận? 230 ha. Cái này chắc dạng nó giống như xúc xích mình mà, nhưng mà thay bằng thịt heo và thịt bò thôi đúng không? Hay là có gia vị khác nữa à? Gia vị này của người dân tộc Chăm luôn. Dạ dạ. Anh kể giùm em ở trong nó có cái gì anh? Thịt bò. Thịt bò với ruột bò, mỡ bò. Dạ. Rồi nêm nếp bình thường à. Dạ. Rồi. Vậy chắc để em lấy cho em nửa ký đi. Dạ. Ủa mà cái này làm sao để ăn anh? Chiên nước, mấy mình nướng. Dạ. À chiên nước hả? Có nghĩa như luộc đúng không? À. Dạ. Cái này ký được không con? Dây này nè. Giờ lấy luôn đi anh. Rồi, 200 203. Này ký mấy đó mình tính ký á. Này anh bán đủ rồi nha. Thịt bò không mà không có heo, tại bên người dân tộc Chăm ta không ăn thịt heo được. Thịt bò đây nhiêu ký lần anh? Thịt bò đó đùi 240, cái lê rồi anh cũng tính giá luôn. Ủa nếu mà em nghe bảo á là người Chăm bán thì cho người Chăm ăn mới được đúng không anh? Đúng rồi. Tại vì là anh là người Chăm luôn à? À đúng rồi. Cái đâm nhiều ăn được. Dạ. Cái 2.3 tỏi nè. Cái này Chăm lớp nè. Đúng rồi, con đàn ông nè. Ký hơn nha. Rồi bao tử nè. Con thấy luôn. Có ăn đàn đất không? Con cốt luôn. Cái gì anh, gan hả anh? Gan đất. À dạ. Đừng món lá mía ăn không? Wow, tánh đường này đẹp quá. Làm mình nhớ đến câu chuyện 1001 đêm ghê, mà hình như đang sửa chữa lại rồi. Mình nghĩ là không đâu thể hiện nét văn hóa của vùng gõ như là ở chợ. Giờ đi qua một khu chợ chồm hổm của người Chăm luôn nha các bạn. Hồi nãy mình mới mua trái cám hay trái xà quách, giờ là tung lò mò. Để về rồi mình quay lại cách chế biến cũng như review lại mùi vị của nó. Chắc đây chỉ là những video ngắn thôi nên mình sẽ không post lên YouTube mà chỉ post lên fanpage Hữu Khám Phá. Các bạn vào kênh của mình để xem hai video ngắn này nha. Ủa sao chợ vắng dữ gì ta? Mình có biết là khu chợ này cũng khá là đông, nhưng giờ thì vắng lắm. Có mấy cái sạp này không có người bán luôn. Hello cô. Ủa cô sao bây giờ chợ con cảm thấy hơi vắng vậy cô? Ủa dạ, ý là người Chăm của mình đi ra chỗ khác hay sao ạ? À? Đi bán dép ở trên núi xe mình nè. À. Bữa đó dịch đó đi chợ lớn không được. Dạ. Còn bây giờ hết dịch rồi người ta đi chợ lớn. À vậy ha. Rồi con hiểu rồi. Dạ. Thì ra là vậy. Do giờ hết dịch bệnh nên khu chợ hình như tự phát này vắng đi, do người dân có thể đi ra khu khác để đi chợ cũng như làm ăn sinh sống. Cô đang bán thịt gà. Chào mọi người nha. Bây giờ Hữu sẽ đi thử vào một cái khu hẻm của người Chăm để xem người Chăm họ sống như thế nào nha mọi người, và xem luôn cả cái kiến trúc cũng như văn hóa nhà của người Chăm ở đây nha. Các bạn thấy nè, thì mình thấy thông thường người Chăm họ ở trên những cái nhà sàn như vậy này, và ở bên dưới họ có thể là để xe nè, để những cái thứ mà kiểu như nhà kho vậy đó mọi người. Bây giờ mình sẽ quay lại mặt trước cho mọi người xem nha. Con tên gì? Con tên gì? Sanavi hả? À con người Chăm đúng không? Rồi, chú chào con nha. Có ở gần đây không? Hồ nhà con đấy ha. Rồi, đi dẫn chú đi vòng vòng chơi với. Cảm ơn con. con gặp cháu. Ừ. Mấy đứa ở đây hết hay gì? Con tên gì? Khoa đi sạp nha, còn con? À đây nha, rồi chào mấy đứa nha. Con tên gì quên rồi? Salavi, à đây với Khoa đi sạp nha. Rồi chào mấy đứa nha. Họ ở nhà sàn để tránh lũ mọi người, tại vì sông ở đây nè rất là lớn, cho nên là xây cao như vậy thì có thể là có khả năng tránh lũ, chứ mình cũng không gành nữa nè. Đây nè, thì họ để những cái võng á, ui cái này giống như quát nước vậy mọi người. Đây là một số cây họ trồng xung quanh nhà và gào lại để con này con kia không ăn được. Họ nuôi chim kìa, cu. Tiếp đến là cái phần mà mình tình cờ phát hiện trong chuyến đi thôi. Đó chính là khúc sông dài khoảng 10 cây số và có rất là nhiều nhà trên đó. Nếu mình đoán không lầm thì đó chính là làng nổi Châu Đốc mà mình đã từng nghe qua. Theo tài liệu của mình tìm hiểu thì làng nổi hay làng bè Châu Đốc trong khoảng năm 1990 đến năm 2005 có trên 2.000 bè. Đa phần cá nuôi tại các bè nổi của vùng đều là các giống cá da trơn như cá tra, cá ba sa, chủ yếu phục vụ xuất khẩu sang thị trường Tây Âu và Bắc Mỹ. Vài năm trở lại đây, do biến đổi khí hậu nên dòng sông Mekong cạn dần, cộng thêm đó là nguồn nước ngày càng một ô nhiễm, dẫn đến việc nuôi cá tại các lồng bè bị thất thu, một số hộ trắng tay, phá sản. Chính vì vậy mà số lượng lồng bè ngày càng giảm đi và ít dần theo thời gian. Giờ đây khi các cá ba sa, cá tra không còn được thị trường ưa chuộng nữa thì người dân chuyển sang nuôi các loại cá khác như là cá bóng, cá he, cá mè dinh, cá mú, cá chim, vân vân. Nhờ giá cá cũng khá là có giá trên thị trường nên người nuôi lồng bè ở Châu Đốc ăn nên làm ra, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho nhiều gia đình có cuộc sống khá giả hơn. Coi như video của chúng ta tới đây đã kết thúc rồi. Quả thật làng Chăm An Giang là một điểm đến thú vị, không thể bỏ qua khi đến với An Giang. Nó sẽ mang đến cho chúng ta nhiều cảm giác mới lạ, tuyệt vời và không kém phần thú vị trong hành trình của mình. Nếu hỏi điều gì làm mình ấn tượng nhất về chuyến đi này thì mình nghĩ đó chính là việc mình phát hiện ra một điều: người Chăm họ rất là hiền các bạn ạ. Không biết phải là do mình may mắn hay không, hay thật sự bản chất đa phần của người Chăm là vậy, mà phải dùng một từ chính xác đó là từ tất cả người Chăm mà mình tiếp xúc thì mình cảm thấy họ rất là hiền, chân thành, niềm nở, nhiệt tình. Nhiều khi mình hỏi có một câu à mà họ chỉ rất là tận tình luôn. Nếu có dịp qua An Giang du lịch, sao chúng ta không thử một lần đến với làng Chăm An Giang để cảm nhận hết cuộc hành trình mà Hữu đã giới thiệu cho các bạn. Lời cuối cùng, đừng quên vào fanpage Hữu Khám Phá để xem mình review trái xà quách và tung lò mò, 2 món quà mình đã mang từ làng Chăm về nhà, cũng như share, like và nhấn nút thông báo cho kênh của Hữu. Hữu xin chân thành cảm ơn.